Chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn về cái máy lọc nước này nha. Đây, cái máy lọc nước đây. Đó, để xem cái từ cái máy lọc nước này là có tên là gì này. Quay quay ra phía này để xem này. Tối quá. Cái máy lọc nước này là có giá niêm yết là 6 triệu mấy đấy nha, cũng rất là mờ lắm. Có mà sản phẩm là NE114A đấy, nói chung là cái máy này hơn 6 triệu mấy ấy, hơi mờ. Đây, hàng Carofi này đó, hàng Carofi là hàng máy lọc nước đứng hàng đầu của Việt Nam nha các bạn nha. Đấy. Đó. Thì Việt Nam ta là có hàng Carofi là đứng đầu, đến càng cả hàng Kangaroo, rồi máy lọc nước là Hòa Phát, đấy, máy lọc nước là Sơn Hà, đó. Và có cũng có rất là nhiều hàng, nhưng mà cái hàng Carofi này là thuộc một trong những hàng là đứng đầu của Việt Nam đây, toàn bộ linh kiện là nhập của Mỹ cả nhá. Đấy, máy này là máy máy lọc nước 11 loại. Đó. Cái này khá là nhỏ gọn. Cái này 11 loại hay là 9 loại tôi không rõ lắm. Thì cứ cho là vậy đi. Nói chung là 9 loại và 11 loại thì đều là máy máy lọc nước cao cấp rồi. Đó. Còn máy lọc nước rẻ tiền hơn thì nó khoảng từ 6-7 loại. Đây. Rất là nhỏ gọn đấy. Nhỏ gọn lắm. Cái này là bị bề cái mặt kính ở trên này rồi này. Cho nên để dùng dùng tạm này. Cái mặt kính này là bị cái vật cứng rơi vào cho nên nó vỡ mất rồi. Cái này có thể là cắt một cái miếng gì bỏ vào đấy được, miếng gỗ hay là miếng miếng một cái viên đá gì cắt đồng vừa cái này bỏ lên đấy được, nhưng mà tôi chưa làm được đây. Đang cần để tạm cái miếng nhựa này đến đây. Đây, lọc nước này. Đó. 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 Khi ta bật nước nước ra là bắt đầu nó motor nó hoạt động, bởi vì máy lọc nước này là cắm điện liên tục đấy, điện cắm liên tục. Khi điện cắm liên tục thì nó motor nó hoạt động và nó bơm vào cái bình nén đấy, cái bình nén thì bình nén khi đã nén đủ 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 đồ nén rồi là bắt đầu ván tự động nó ngắt, nó tự nó đóng ngắt đấy, và nó chứa trong bình nén. Thì khi để khi mình lấy nước là nó lọc ra với tốc độ nhanh, khi ban đầu là tốc độ nhanh, khi cái độ nén giảm cái là bắt đầu motor nó lại tự động ván, nó lại tự động đồng đồng là bật để cho motor hoạt động. Nguyên lý của cái máy lọc nước là như vậy, cho nên điện cắm liên tục. Bây giờ coi phía trong cái máy lọc nước này cho các bạn xem này. Đây là bình nén này. Đây. Bình nén này. Xong rồi bắt đầu đây là các loại loại thô này, loại lọc thô này. Đây. Cái loại này này, loại này là loại đầu tiên này, màu đen đen này này. Đen đen này là nó không phải là màu đen đâu này, đây là do nó lọc chất cặn bã nó nằm ở đây, chưa chưa xúc được. Cho nên là cái chất cặn bã nó bả ở trong cái lòi này cho nên nó đi đen này. Cái này bắt đầu bây giờ tháo ra để xúc rửa lại. Xong đó nó lọc qua cái này. Cái này cái thứ hai. Xong nó lọc qua cái ở trong này này, cái nó trong này là cái ở giữa này. Thì nói chung là cái máy lọc nước thì nó nguyên lý về máy lọc nước thì nó giống nhau, cái nào giống cái nào. Nhưng mà nó cấu tạo thì nó có thể là khác đi một tí. Có những cái máy thì nó ba cái lọc to này, nhưng cái riêng cái này là chỉ có hai cái lọc thô to này, trong này là một cái lọc
lọc lọc nhỏ tinh hơn này, đây 500 kg đó. Còn trên này là cả cái lọc này, lọc này này, cái lọc trong này là lọc RO này, cái lọc RO rất là quan trọng. Cái lọc RO là lọc lọc ra nước tinh khiết, nước tinh khiết là có thể là uống được này, nấu ăn được. Nói chung là cái qua cái lọc RO là đã ra là nước tinh khiết và khử khuẩn đấy, ăn được uống được, sinh hoạt nấu ăn được đấy. Nhưng mà để uống cho tốt hơn thì phải qua cả cái lọc trên này. Đây một loạt lọc này, 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, 5 cái lọc này là lọc toàn là những cái lọc tàu khoáng đấy, tàu khoáng. Đấy, bởi vì là khi qua lọc RO là nước chưa có khoáng, mà để được tạo thêm khoáng để uống để có lợi cho cơ thể thì phải thêm những cái loại lọc khoáng này. Đấy, là ra là được chất lượng tốt hơn, có nhiều khoáng chất để có lợi cho cơ thể. Nhưng không uống được mà sạch quá là cơ thể bị thiếu thiếu khoáng đấy. Ví dụ như là khoáng gồm có là trong các cái loại là kẽm rồi đồng rồi các cái loại chất để có lợi cho cơ thể ấy. Nói chung là những cái chất có lợi cho cơ thể ấy. Đó, cho nên là những cái máy lọc nước mà có thêm những cái loại này đấy, từ 9 loại đến 11 loại trở lên là những cái loại tàu khoáng này, là cho nên là máy giá thành nó đắt hơn đấy, giá thành nó đắt đắt hơn những cái máy máy ít lõi. Máy ít lõi thì nếu như mà những cái máy rẻ tiền mà chỉ lọc ra nước kia để dùng để nấu cơm này, nấu canh này ấy, và đun sôi này, thì cũng không cần những cái loại tàu khoáng này đâu, chỉ cần qua cái loại RO là sạch rồi đó. Thì bởi vì là khi mình qua cái loại tàu khoáng này, mà nếu mà lấy nước nước qua loại tàu khoáng này mà nấu nấu lên nhiệt độ từ 90 đến 100 độ C là nhiệt độ quá, nhiệt độ cao là khoáng nó bay hết, nó cũng trở về nước không khoáng. Cho nên là riêng cái máy mà máy lọc nước có cái loại tàu khoáng này là phải uống uống sống luôn này, lọc ra uống trực tiếp luôn mới tốt. Còn đần đầu quá quá nhiệt độ sôi là nó không còn tốt nữa. Đấy, nó không không mất hết cái chất khoáng đi, nó không còn chất khoáng. Cho nên khi các bạn mà mua mua máy để mà sử dụng trong gia đình đó, thì nếu mà có điều kiện thì nên nên là dùng hai máy. Một máy là dùng để lắp ở dưới bếp, dưới tủ bếp để dùng nước sinh hoạt là nấu ăn và đun sôi. Còn một máy thì dùng để lọc trực tiếp ra uống trực tiếp, để tiết kiệm là một là tiết kiệm chi phí về tiền mua máy này đấy, và tăng tuổi thọ cho máy này, nó giảm áp lực cho máy này đó. Còn nếu mà dùng một cái máy này luôn thì cả nấu ăn cả uống thì nó hơi phí, là bởi vì là cả cái loại loại tàu khoáng này là nó có tuổi thọ, có thời gian tuổi thọ nhất định chứ không phải là mãi mãi. Nó quy quy định là bao nhiêu ngàn lít đó là phải thay thay toàn bộ cái gian lọc 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 tàu khoáng này một lần, thay 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 mới, kể cả cái loại RO này cũng phải thay này đó. Còn nó có thời thời hạn sử dụng dựa theo cái lượng nước mình lọc ra đấy. Có thể còn có những máy thì mình dùng mà đông người lọc nhiều thì có thể là dùng 1 năm hoặc 2 năm hoặc 3 năm, tùy theo mức độ sinh hoạt, tùy theo cái lượng nước mình lọc ra, chứ không phải là cái máy mua về là dùng cả đời đâu. Đó, nếu mà mình dùng cũ quá là chất lượng nước nó sẽ giảm, nó sẽ kém đấy. Thứ hai nữa là chất cặn bã nhiều quá nó sẽ tắc tắc và nó làm cho cái máy bơm không thể bơm được đó. Cho nên là cái máy này cũng phải có cái tuổi thọ nhất định để mà thay sửa, người ta gọi là thay sửa. Thì giá thành thay sửa vào thì nó cũng tùy vào từng thiết bị đấy, mà nó đắt nhất là cái loại RO này, đắt nhất này, trong cái máy này là cái loại RO này là đắt nhất. Xong nó đến cả cái loại này thì nó cũng rẻ tiền hơn, loại tàu khoáng này thì nó rẻ tiền hơn. Cho nên là tất cả các cái linh kiện trong
trong cái máy lọc nước này thì nó đóng góp một kênh một ít, nó tạo thành một cái giá thành lên đến 8 9 triệu, 10 triệu, 11 12 triệu tùy từng máy. Đây. Cái này là tiền cái này này, cái bình lọc này còng này, cả cái bình lọc thô này. Đó, R loại RO này, loại tọc khoáng này. Rồi vỏ này. Đấy, vỏ này là cũng là tiền. Nếu như mà máy lắp ở dưới tủ bếp thì không cần phải mua vỏ này. Chỉ mua cái ruột này thôi là nó trừ được cái tiền vỏ này ra thì giá thành của máy nó rẻ hơn. Đó, về cái máy lọc nước thì nội dung thì cũng xin giới thiệu với các bạn là như vậy đó. Đó. Và muốn cái tuổi thọ của máy này cao thì các bạn cái nguồn nước lọc vào cũng phải sạch. Đấy, nguồn nước mà nhiều vôi hay là nhiều chất cặn bã, nhiều bẩn thì nó máu tịt. Đấy, lọc nó máu, chất cặn bã nó máu đọng trong cả cái lọc thô này thì nó máu hỏng máy hơn. Cho nên là cái nguồn nước đầu vào cũng rất là quan trọng. Đó, thường thường thì lọc lọc được máy thì nó độ bền của máy nó cao hơn. Bởi vì đặt máy nó cũng lọc qua nhà máy nước, nó lọc qua một lần nó cũng sạch rồi. Thì qua đây này nó càng sạch thêm. Còn người nông dân thì thường thì lọc. Người nông dân thì hay lọc là các cái nước giếng khoan rồi các cái nguồn nước giếng khoan rồi được mua thì nói chung là nhiều nguồn nước cho nên là nó không đảm bảo thì về cái tuổi thọ của máy này nó sẽ giảm. Đó. Thì các bạn nên chọn những cái máy có thương hiệu mà mua. Đấy, ví dụ như thương hiệu cà rô phi này, thương hiệu kangaroo này và một vài ba thương hiệu nữa. Còn những cái thương hiệu mà máy không máy lọc nước không có thương hiệu nổi tiếng thì tất nhiên thì nó sẽ rẻ hơn, tiền nào của đó thôi, chứ không không có chuyện mà máy rẻ tiền mà lại có chất lượng cao được đâu. Ở trên đời này không có cái gì mà rẻ tiền mà chất lượng cao được, tiền nào của đó. Đó các bạn ạ. Còn bây giờ có một loại máy người ta gọi là máy thông minh. Đây, đóng cái nắp này lại nhá, review cho các bạn xem đây. Chưa, đóng cái nắp này lại này, cái nắp này này. Đó, nó ra hình một cái máy rất là nhỏ gọn này. Đó, để trong góc bếp này, tôi để trong cái góc bếp này. Đấy, nhà bếp thì nhà bếp của tôi đơn sơ lắm này, nhỏ nhỏ nhắn lắm. Nào thì xin giới thiệu thêm cho các bạn biết là gì này, thế này này, cái máy này nó giá thành của cái máy nó còn phụ thuộc thêm một số yếu tố nữa. Ví dụ như máy máy bình thường, như cái này là máy bình thường này, còn có một loại máy là máy thông minh. Máy thông minh thì nó cấu tạo là ở trên cái mặt kính này là có cả cái đồng hồ điện tử này, đồng hồ báo hiệu này. Ví dụ như là tuổi thọ của loại là nó báo ở trên đây luôn, nó có chỉ số báo trên này. Đến cái ngày thay loại là nó báo ngay cho mình biết để mình thay loại. Chất lượng của loại kém là nó báo đây luôn. Đó, chất lượng của loại gì là nó báo trên cái đồng hồ này luôn, nó có báo luôn. Chất lượng nước lọc ra nó cũng báo ở trên này luôn. Thì đó là những cái máy nó thông minh hơn. Đó, người ta gọi là máy lọc nước thông minh. Thì nó thêm một cái bộ phận về cảm ứng điện từ như vậy. Thì tất nhiên cấu tạo của cái máy nó thêm bộ phận thì nó sẽ giá thành nó sẽ tăng lên. Đó, nó phụ thuộc vào điều kiện của từng người con. Như cái này là máy lọc nước, là không phải là máy lọc nước thông minh, máy lọc nước thường. Nhưng mà chất lượng nước ra thì đều như nhau, thông minh thì nó khác nhau ở cái chỗ là nó có thêm cái báo hiệu cho mình biết thôi, con nếu không thì nó cũng ra như nhau cả. Thì mình cũng cứ lường vào cái mức độ mình tiêu thụ được hàng năm bao nhiêu để mình cắn thời gian là mình thay thay loại để cho chất lượng nước nó tốt hơn. Đó, còn có những cái loại máy này nó lại báo cái đồng hồ nằm ở trong máy, cái đồng hồ cơ đấy. Đấy, về bảo vệ chất lượng nước thì tất nhiên cái máy đó thì giá thành nó cũng rẻ hơn. Đó. Ừ. Quay cho các bạn xem đó. Thì như theo tôi thấy là cái máy hàng Canofi này là cũng khá là nổi tiếng đấy, cũng cũng đối với Việt hàng máy của Việt Nam là khá nổi tiếng, mà cũng là phù hợp túi tiền á, chất lượng nước tốt. Đó.
Thế thì giới thiệu như vậy là cũng cũng tương đối kỳ rồi. Còn có tí nào mà thiếu sót thì cũng mong các bạn là thông cảm và bỏ qua. Đấy. Thì, nếu mà thích video thì các bạn nhớ cho lượt like và nhớ đăng ký kênh. Chúc cho các bạn luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin chào các bạn.